Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay, thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sống cạnh thủy điện nhưng không có điện, phản ánh của phóng viên thời sự ở thôn Nà Ben, xã Ea Que, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tin thế giới, nhìn lại thế giới năm 2016, tôn vinh những nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhìn từ thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia và lực lượng FARC. Thưa quý vị, Thành ủy Tân An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị năm 2016. Trong năm 2016, hoạt động của hệ thống tuyên giáo trên địa bàn thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và công nhân lao động hai cấp trên địa bàn. Ban tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công kỷ niệm các ngày lễ lớn, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội 12 của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với 99,91% cử tri tham gia đi bầu cử, tích cực triển khai nhanh chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức 47 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho gần 5.300 lượt học viên. Báo cáo từ hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Hưng năm 2016 cho biết, trong năm qua, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp với hơn 4.400 lượt người dự, phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 49 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 6.000 học viên. Công tác tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới và nâng cao hiệu quả. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, một trong những nhiệm vụ của năm 2017 được Ủy ban Nhân dân huyện này xác định là sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Báo cáo tại hội nghị cho biết sản xuất nông nghiệp của huyện từng bước được quy hoạch theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đang đề nghị tỉnh Phúc Tra công nhận xã Thuận Thành và Tân Kim đạt chuẩn xã nông thôn mới. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Mô hình camera an ninh được tỉnh đánh giá cao. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận còn nhiều khó khăn cần khắc phục trong năm tới. Đó là việc đầu tư xây dựng các công trình cơ bản chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường còn nhiều bất cập. Tình trạng người dân sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng không phép, trái phép vẫn còn diễn ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án còn chậm, nhất là việc hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, giao nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thưa quý vị, Điện lực thành phố Tân An tổ chức lễ trao giải thưởng gia đình tiết kiệm điện, khách hàng may mắn trong năm cho 50 hộ gia đình trên địa bàn thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2016. Thực hiện chủ trương của nhà nước về tiết kiệm điện trong 10 tháng đầu năm 2016, lượng điện tiết kiệm được của toàn thành phố là 2,51%. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm 2016, Công ty Điện lực Long An còn tổ chức quay số trúng thưởng cho các khách hàng gọi điện đến Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1006, thanh toán tiền điện qua ngân hàng và khách hàng tham gia trả lời câu hỏi trên website của công ty. Kết quả, trên địa bàn thành phố có 13 khách hàng may mắn trúng thưởng. Thưa quý vị, bản tin thời sự sáng nay xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng quan tâm. Đến cuối tháng 12 năm 2016, nông dân Hậu Giang đã cơ bản xuống giống dứt điểm lúa đông xuân 2016-2017. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, mưa dầm trái mùa những ngày qua đã gây thiệt hại nhiều diện tích lúa vừa xuống giống.
cũng như lúa từ 30 đến 45 ngày. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Vị Thủy, địa phương đã có khoảng 100 hectare lúa đông xuân 2016-2017 bị thiệt hại do mưa dầm. Đa số diện tích bị thiệt hại do vừa xuống giống thì gặp mưa và lúa được hơn 30 ngày lại tiếp tục bị ngập nước mưa. Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũng có khá nhiều diện tích lúa đông xuân 2016-2017 bị chết giống do mưa, trong đó có nhiều diện tích thiệt hại trên 50%. Hiện chưa có số liệu chính thức thống kê việc thời tiết bất lợi và mưa làm thiệt hại lúa đông xuân 2016-2017 đang trong giai đoạn sinh trưởng tại Hậu Giang. Ngành nông nghiệp đã giao các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật kết hợp cùng nông dân thống kê diện tích lúa bị ngập nước, triển khai tập huấn và hướng dẫn nhanh cho nông dân các biện pháp quản lý phòng trừ sinh vật gây hại kịp thời để bảo vệ năng suất cây trồng. Vụ lúa đông xuân 2016-2017, Hậu Giang đã xuống giống gần 80.000 ha, đạt 102% kế hoạch, giảm hơn 500 ha so với cùng kỳ. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2017, các nhà vườn thuộc câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang tất bật chuẩn bị sản phẩm trái cây để phục vụ nhu cầu dịp Tết. Sản phẩm trái cây tạo hình dịp Tết Nguyên Đán 2017 đảm bảo được sự đa dạng về chủng loại. Ngoài mặt hàng bưởi hồ lô truyền thống, còn xuất hiện thêm một số mặt hàng mới như bưởi tài lộc thư pháp, đào tiên hồ lô. Các loại trái cây tạo hình được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Cái sản phẩm mới năm nay thì cái mẫu tài lộc thư pháp. Thì cái mẫu tài lộc thư pháp này thì tôi cũng đã có hợp đồng. Và hiện nay đó thì về cái số lượng hiện nay còn khoảng tầm độ không đầy 200 quả nữa là hết hàng. Mặt hàng mới trong dịp Tết năm 2017 là đầu tiên hồ lô dự kiến sẽ được cung cấp trên thị trường với số lượng khoảng 300 trái. Tuy nhiên, đối với bưởi tạo hình, sản lượng năm 2016 chỉ đạt khoảng 25% so với các năm trước. Tổng nguồn hàng bưởi tạo hình phục vụ Tết năm 2017 chỉ đạt khoảng 3.000 trái. Nguyên nhân là năm 2016, cơn bão đầu tiên trong năm xuất hiện sớm hơn một tháng so với các năm trước đây, gây mưa làm cho các vườn bưởi ra trái sớm, không trùng khớp với thời điểm lên khuôn tạo hình. Ngoài ra, theo ông Thành, năm 2016 là thời điểm các nhà vườn bắt đầu tập trung cải tạo lại vườn bưởi do các cây bưởi tạo hình đã qua giai đoạn cho năng suất cao. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc giảm sản lượng bưởi tạo hình. Thưa quý vị, nằm gần công trình thủy điện và ven suối, thế nhưng nhiều hộ dân ở thôn Nà Ven, xã Ea Que, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã nhiều năm nay phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước. Điều này đã khiến cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dùng đèn dầu quạt tay và nấu ăn bằng củi là những vật dụng sinh hoạt mà hầu hết các hộ gia đình ở thôn Nà Ven, xã Ea Que, huyện Buôn Đôn đều trang bị sẵn. Gần 30 năm không có điện nên đời sống người dân thôn nhỏ ở giữa đại ngàn núi rừng Tây Nguyên này vẫn còn nhiều khó khăn. Nói chung là khổ lắm, phức tạp lắm. Thì là giờ ví dụ thế, có sát tí gạo cũng phải đi ra ngoài, điện đó không có. Nói chung ăn uống cái gì thế. Như thế này cái thức ăn con muốn mua nhiều cho nữa, không có gì mà đựng. Tủ lạnh, tủ lúng không có gì thì nói chung là làm nương rẫy này, chưa đâu ở mới đâu cả. Để ăn không ăn thua, nghe chưa? Thế nên là giờ nghĩ là cứ dần làng anh em là đang định này, có khi nếu cứ như thế này mãi thì không, các cháu nó cũng chán, cũng để bỏ nó đi, nghe chưa? Thiếu điện là nó ảnh hưởng rất lớn về cái tình trạng các cháu ăn học, nó cũng phải đèn dầu. Thế rồi thì thiếu nước sinh hoạt, rồi thiếu điện là cũng không có điện mà sử dụng sản xuất, cho nên nó ảnh hưởng đời sống kinh tế rất lớn cho người dân ở đây. Ngoài không có điện, nhiều năm nay người dân tại đây còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Các hộ dân hầu hết đều xây bể tận dụng nước mưa để dùng. Theo người dân địa phương, tuy thôn Nà Ven nằm ven suối nước đục, nhưng từ ngày thủy điện xây dựng, nước suối cũng dần cạn kiệt. Từ ngày vào đến giờ thì nhà nào có cái giếng thì dùng cái giếng thì lại khoan thì 80-90 mét, nên lại không có nước. Bơm thì cứ phải chờ nhau, nắm nhà thì bây giờ không có giếng để mà dùng. Thì ra sông thì nhiều khi thì dòng sông nó chết thì cũng chẳng có nước. Thế là về mùa khô này thì là nó không có nước, thì nước nó bẩn. Thế còn cũng có nhà thì xây được cái bể lên thì thắng tí nước mưa để ăn. Còn nhà không có thì phải đào cái hố xuống để rồi căng cái bạt lên để làm tí nước mưa để ăn. Thế là cuộc sống ở trong thôn là Ven là như vậy.
Thiếu điện, thiếu nước, người dân ở đây cũng bỏ cả nhà để đi thuê chỗ ở khác. Theo người dân địa phương, toàn thôn Nà Ven từ gần 80 hộ dân giờ chỉ còn 39 hộ. Trong đó đã có tới 36 hộ thuộc diện hộ nghèo. Chính quyền thôn đã nhiều lần kiến nghị, nhưng thời gian trôi qua, điện vẫn chưa về đến vùng thôn nghèo này. Mỗi một lần tiếp xúc cử tri, tiếp xúc hội đồng nhân dân các cấp cũng vậy, cũng đề bạc là xin đường điện vậy, nhưng mà họ thì cứ trả lời là chờ vậy thôi, chứ còn em cũng không biết là chờ đến năm nào, mà bà con ở đây cũng không biết là chờ đến năm nào nữa. Gần 30 năm nay, câu trả lời mà bà con thôn Nà Ven nhận được vẫn là tiếp tục chờ đợi. Không biết những đứa trẻ hồn nhiên, thế hệ con cháu trong thôn này sẽ còn phải lớn lên với cái nghèo đeo bám đến bao giờ, khi mà những điều kiện cơ bản nhất là điện, nước còn xa vời với bà con nơi đây. Câu hỏi này xin được gửi đến chính quyền các cấp, các ngành chức năng của địa phương.